Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bà con về được một ít lan rừng thì em tranh thủ quay clip luôn. Đó, đầu tiên là chúng ta đi đến là lan đầu tiên, đó chính là lan Hoàng Phi Hạc. Thì mọi người đang muốn tìm kiếm một loại lan nữa trong cái dịp Tết này và chơi hoa đón Tết thì chính là thằng Hoàng Phi Hạc. Đó, thằng Hoàng Phi Hạc này là Hoàng Phi Hạc rừng con tum nhé mọi người. Đó, xuất phát từ cái khu vực Chư Morai của con tum. Đó. Cây nhỏ nhỏ ngắn ngắn về trồng rất là tiện. Đó, lá cứ rất còn xanh tươi, hàng rừng mới về. Đây thì em bán là đây một phần đây rất là nhiều. Mọi người xem. Cột thành 3 bó. Đó. Thì một phần đây là hết luôn tất cả nhé mọi người, 3 bó đây luôn nha. Là có giá là em báo giá luôn là có giá là 350. Đó, mọi người về trồng chơi Tết rất là sướng. Rồi, sang tới phần thứ hai. Đó là một phần cẩm báo. Cẩm báo thì nguyên đây, đó là một phần. Thì em đếm được coi được bao nhiêu mầm nha. 1 2 3 4 5 6 7, 7 mầm luôn mọi người. Đó. Và thằng này có giá là 250 nha mọi người. Đó. 250. Rồi, thằng cẩm báo thì tối qua có nhiều anh chị muốn mua nhưng mà chưa mua được thì sáng nay các anh chị nhanh tay nhé. Hàng rừng con tôm này thì nói chung là mua người ta mua cũng nhanh. Rồi 250 một phần đây nhé mọi người, hết luôn đó. Và sang cái phần số 3 chính là giả hạt. Đây giả hạt, giả hạt này thì cũng là hàng rừng luôn, hàng rừng đắc côi luôn, nhưng mà bà con về là trồng ở trong một cái khúc, trên một cái khúc cây me đó, thì nó đã sống và bám rất là khỏe trong đây rồi đó. Thì chưa sổ hoa nha mọi người có thể xem cái thân già của nó đây này đó. Thì về chơi thì nó cũng không khác gì là hàng rừng cả. Đây, nói chung là bà con bữa nay cũng cần tiền nên người ta mới bán, chứ thường ít khi mà người ta bán lắm. Nó thân rất là nù, đây, thân nhỏ nhỏ thôi mà nù rất là đẹp. Đây, thân lớn của nó cũng nù, đoạn trên nù nè. Rồi, thằng này về trồng thì cũng không khác gì nguyên bản cả. Em báo giá luôn là cái thằng giả hạt này thì có giá là 500 ngàn nha mọi người. Rồi, hôm nay thì chúng ta chỉ có 3 phần thôi. Giả hạt này, cẩm báo, Hoàng Phi Hạc. Rồi em báo giá lại lần nữa nha. Hoàng Phi Hạc là 350 nha mọi người. Cẩm báo là 250 và thằng giả hạt đây. Về giả hạt hai mầm nù đây thì có giá là 500 ngàn nha. Rồi. Mọi người mua thì nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề nha. Mọi người nhắn tin nhanh nhanh tí chứ không là mấy hàng này nó không nhanh hết lắm. Rồi, xin chào và cảm ơn các bác. Chúc các bác hẹn gặp lại các bác và các anh chị ở các clip tiếp theo nha.